Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dê. Đây gọi chung là dê nhà mình nuôi dân dã thôi, nuôi ở đồi, gọi chung là nuôi vào một khoản phụ của gia đình thôi. Nên là chuồng trại nó không được đẹp, đây là mình thiết kế kiểu là tạm bỡ ấy, chưa làm được lại cho nó. Đây là dê mẹ. Con đầu đàn của nhà mình. Con kia. Tất cả đều vừa mới đẻ được một lứa này, còn dê con này các bạn thấy không? Dê của mình là dê núi Hòa Bình, Kim Bôi Hòa Bình nhé các bạn nhé. Các bạn muốn thỉnh thoảng muốn ăn dê cũng liên hệ với mình. Đây, nó về cho con là bố đây. Con này là con đầu đàn đây. Con đực thì mình phải thay được liên tục để nó không bị trùng gen nhé. Trùng gen là trẻ yếu dê, nó gầy dê. Thì người ta gọi là ăn no có cánh các bạn. Dê là ăn no có cánh luôn. Một con dê được 30 cân thì cái bụng của nó phải 15 cân. Chung là món pịa dê là đặc sản nhất trong các loại pịa, bởi vì dê nó ăn được hơn 100 loại cỏ khác nhau. Nên là nó đặc sản nhất. Đấy. Đây là nó chưa về hết, nhà mình cũng nhiều đâu, tầm 30 con cơ, nhưng mà nó chưa về hết. Chung là mình cũng có bán dê giống, dê thịt, nhưng mà mình đại khái là mình không khi nào có nhiều. Cứ lên thì mình bán, mình không nuôi nhiều mà. Các bạn, đây là mình giới thiệu cho các bạn biết thêm chút về dê thôi. Dê thì một lứa nó đẻ được khoảng độ 2 con đến 3 con hoặc là 1 con nhá. Mình chỉ thấy là đẻ được 3 con thì nhà mình nuôi là nhiều nhất thôi. Thì 6 tháng đẻ một lần. Nhìn dê con nhìn đẹp không? Dê con này này, quay bên này. Đấy, dê con đẹp cực, đủ các màu lông luôn nhé các bạn nhé. Hồi trước có con dê 7 màu đó. Nó ấy rồi, mình xuất đi rồi. Trước có nhiều lắm, nhiều mẫu con dê đẹp lắm, nhưng mà xuất đi rồi. Dê cụ nuôi lâu quá.